Mới đây, một cô gái trẻ xin được phép giấu tên đến cầu cứu bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội trong tình trạng máu vùng ông đạo chảy ồ ạt không rõ lý do. Cô gái cho biết, trước đó sau khi cùng bạn trai làm chuyện ấy, cô thấy ra máu vùng ông đạo nhưng không quá nhiều nên bỏ qua vì đây không phải lần đầu tiên cả hai quan hệ. Tuy nhiên sau đó máu chảy ngày càng nhiều, không cầm được nên cô gái tới bệnh viện thăm khám. Qua kiểm tra, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, bác sĩ sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội xác định cô bị thủng cùng đầu được biết cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ trước sau và hai bên và là lớp cơ rất mỏng để ngăn cách che không cho các tổ chức gan ruột bị lộ ra bên ngoài việc bị sách hay thủng cùng đồ là tai nạn không phải hiếm gặp khi các cặp đôi ăn ái. nguyên nhân chủ yếu do cả hai quan hệ xe tư thế hoặc người đàn ông thực hiện quá mạnh quá thô bạo đối với trường hợp nữ bệnh nhân trên bác sĩ dung cho biết qua khai thác thì cặp đôi quan hệ ở tư thế cổ điển, tuy nhiên cách thực hiện quá thô bạo, quá mạnh đã khiến cùng đồ bị thủng. Lỗi ở đây ở cả hai phía khi cứ nghĩ làm chuyện ấy càng mạnh càng sâu thì càng có cảm giác thỏa mãn. Sau gần một tiếng cấp cứu, bác sĩ đã giúp bệnh nhân cầm máu, khâu thành công chỗ thủng để ruột không lộ ra ngoài. Qua đây, bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi khi quan hệ cần thực hiện các động tác nhẹ nhàng, phù hợp với cả hai, đồng thời nên tìm hiểu điểm nhạy cảm của đối phương để tránh cọ sát mạnh, hạn chế quan hệ ở tư thế lạ, tránh gây tai nạn đáng tiếc cho cả nam lẫn nữ.